Chương trình này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn kỹ thuật kết nối để mở rộng mối quan hệ của NLP. Như các bạn đã biết, cuộc sống hiện nay thì giao tiếp và kết nối vô cùng quan trọng. Bởi vì khi chúng ta kết nối thì nó là nền tảng để mở ra một mối quan hệ tốt. Khi chúng ta kết nối thành công thì nó là nền tảng để tạo ra sự tin cậy giữa đôi bên. Khi chúng ta kết nối thành công thì đấy là nền tảng để tạo ra sự tôn trọng, rồi sự hợp tác trong kinh doanh hay là trong đầu tư. Và đặc biệt là đối với những người làm nghề giới thiệu dịch vụ, là những người bán hàng, những người đang tìm những đối tác để kinh doanh hay là tuyển dụng để phát triển những hệ thống kinh doanh, thì kết nối trở nên vô cùng quan trọng đối với họ, bởi vì nó liên quan đến sự phát triển hay là suy thoái của cái lĩnh vực kinh doanh của họ. Trong cuộc sống, chúng ta thường kết nối bằng tự phát. Việc kết nối bằng tự phát thì qua thời gian chúng ta rút được nhiều kinh nghiệm thì cũng trở nên ok thôi. Nhưng mà tỷ lệ và xác suất thành công và thất bại nó vẫn có một cái tỷ lệ nhất định tùy theo cái năng lực của mỗi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có kỹ thuật để kết nối, nó thuộc hàng chuyên nghiệp, thì cái tỷ lệ nó sẽ đạt là 10 trên 10. Bởi vì kỹ thuật này nó đã được minh chứng và được nghiên cứu và được ghi nhận trên toàn cầu. Vậy sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Để trước khi kết nối với bất kỳ ai thì chúng ta phải thực hiện 3 cái nguyên tắc, phải tuân thủ được 3 cái nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên là phải quan sát đối tác. Phải quan sát đối tác đã, rồi mới đến bước thứ hai là tương thích qua cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật soi gương và soi gương chéo. Rồi đến bước thứ ba gọi là bắt cầu và dẫn dắt. Đấy là 3 cái nguyên tắc mà chúng ta phải tuân thủ. Rồi sau khi là qua 3 nguyên tắc rồi thì chúng ta phải thực hành. Khi bắt đầu là triển khai thì chúng ta phải thực hành qua 4 bước. Thì 4 bước đó như sau. Bước thứ nhất là các bạn quan sát gì? Quan sát cái vị trí của đối tác mà bạn muốn tiếp cận. Rồi quan sát các cử động body, quan sát trang phục của họ, quan sát thái độ của họ, quan sát từ ngữ giọng điệu của họ, rồi quan sát cái nội dung câu chuyện của họ thể hiện ở nơi mà họ đang có mặt. Rồi, sau bước quan sát, bạn bắt đầu nắm khá là đủ những thông tin toàn diện về người mà bạn muốn tiếp cận. Thì sang bước thứ hai. Bước thứ hai là bước bạn gì? Tương thích. Tương thức đây là một quá trình bạn nhìn lại bản thân mình để điều chỉnh bản thân mình. Làm sao đó để tất cả những gì bạn thể hiện là giống người kia, hãy trở nên giống người kia. Bởi vậy ở đây nó gọi là cái kỹ thuật là soi gương và soi gương chéo. Soi gương thì bạn hình dung này, bạn đứng trước gương thì bạn cử động như thế nào thì trong gương bạn sẽ cử động như vậy. Bạn giơ tay thì bên trong gương sẽ giơ tay, mà bạn gì lắc đầu thì trong gương cũng lắc đầu. Nói thế để bạn thấy rằng là vậy thì cái đối tượng mà bạn muốn tiếp cận kia, họ có cử nhất động như thế nào, họ đứng ở đâu, họ làm gì, họ ngồi ra sao. Nếu bạn muốn tiếp cận thì bạn hãy đến bên cạnh và làm và bắt chước đúng với tư thế, giọng điệu, thái độ, thiện cảm và tông giọng ngôn ngữ như vậy. Phải điều chỉnh mình để giống. Rồi sau đó bạn mới sang bước 3. Bước 3 là bước gì? Bắt cầu. Bắt cầu là bạn bắt đầu mới chọn một chủ đề, một cách thức phù hợp để bạn tiếp cận với đối tượng. Ở bước 3 này, một lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn 7 cái cách thực hiện trong bước 3. Nhưng bây giờ chúng ta hãy đi tiếp cái bước thứ 4. Bước thứ 4 rồi bạn bắt đầu mới dẫn dắt. Nghĩa là gì? Sau cái bước thứ 3 là bạn bắt cầu, tức là câu chuyện giữa hai người đã trở nên cởi mở, thân thiện và tin cậy rồi, thì bạn mới gì? Chọn cái điểm phù hợp nữa để bạn mới dẫn dắt, tức là chuyển đối tác của mình sang một trạng thái hay một cái kết quả mà bạn mong muốn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cái bước 3. Thì tôi chia sẻ với các bạn là có 7 cái cách để bạn tiếp xúc, để bạn kết nối. Cái cách thứ nhất là bạn sẽ khơi gợi một mối quan tâm chung. Khơi gợi một mối quan tâm chung nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ như là cái vị khách hay đối tác mà bạn muốn tiếp cận, họ đang đứng ở cửa sổ chẳng hạn, thì khi bạn đến gần, bạn tương thích soi gương, tức là giống đối tác của bạn rồi, thì bạn có thể lấy thời tiết
là một cái khơi gợi mối quan tâm chung. Đấy là một cách. Hoặc là nếu hai người đang ở giờ giải lao một buổi hội thảo meeting nào đó, thì bạn đến và bạn cũng có thể hỏi là chào anh có hay đến cái hội thảo này không? Những hội thảo như thế này không? Đấy là một cách khơi gợi mối quan tâm chung. Bởi vì khi cái đối tác của mình đến hội thảo này thì đây là một mối quan tâm của họ rồi thì họ mới đến. Hoặc là ví dụ như là trên tay họ cầm một cuốn sách chẳng hạn, thì bạn cũng có thể nói là ồ anh có cuốn sách đấy ạ, anh đã đọc chưa? Em cũng đang đi tìm cuốn sách này nhưng mà chưa thấy, thì hôm nay vô tình thấy ở đây. Thì đấy cũng là một cái gì? Một cái khơi gợi một mối quan tâm chung để bạn bắt đầu một câu chuyện kết nối. Cách thứ hai là bạn lắng nghe. Bạn lắng nghe. Lắng nghe thì như thế nào? Ví dụ như là cái người bạn muốn kết nối thì họ đang đứng với lại 2-3 người bạn nói chuyện. Thì bạn cũng âm thầm để bạn đứng tham gia vào nhóm. Nhưng bạn hãy lặng im để lắng nghe. Và cái lắng nghe của bạn nó khác với lại những người còn lại là gì? Bạn hết sức chăm chú, rồi ánh mắt của bạn toát lên sự ngưỡng mộ, rồi môi bạn mỉm cười và đầu bạn gật đầu, và thậm chí bạn ồ òa lên và tỏ ra rất là ngưỡng mộ và chăm chú hay là thán phục với câu chuyện mà người ta đang trình bày. Thì điều này bạn sẽ gây sự thu hút của cái người mà bạn muốn kết nối ngay lập tức. Và ánh mắt, giọng điệu của anh ấy hay là cái nội dung anh muốn truyền tải sẽ hướng hết về bạn. Vậy thì một lát sau, sau khi là cái cuộc nói chuyện 3-4 người này giải tán, thì bạn sẽ chọn một cái điểm phù hợp để bạn có thể ra kết nối lại. Thì điều này nó sẽ trở nên hiệu quả ngay lập tức. Cái cách thứ ba là bạn có thể trao một món quà. Ví dụ như là tại những buổi meeting hay buổi hội thảo nào đó, khi bạn nhìn những người khách mà bạn muốn tiếp cận, thì bạn có thể chuẩn bị một món quà nào phù hợp với bạn. Hoặc là bạn có thể kiếm một cái cuốn sách hay, cái cuốn sách mà đang nổi tiếng trên thị trường, và bạn có thể giới thiệu rằng là tôi đang ở công ty và công ty đang có cái chương trình là tặng 100 khách hàng hay 100 doanh nhân, và tôi thấy rằng là tôi thích bạn nên tôi muốn tặng cho bạn cuốn sách này. Và từ đó thì bạn bắt đầu xin thông tin và hai người bắt đầu mở ra một cái kết nối. Câu chuyện là tùy vào bạn. Cái cách thứ tư của bạn là gì? Là giới thiệu một mối hàng. Như lúc đầu chúng ta nói chuyện với nhau, khi là bạn quan sát đối tượng, đối tác của mình rồi ấy, thì bạn quan sát tức là họ đi đứng như thế nào, rồi giọng điệu ra sao, rồi nội dung của họ thể hiện là gì, thì bạn cũng nắm được cái việc là họ đang hoạt động trong lĩnh vực nào và họ quan tâm đến mối hàng nào. Thì bạn hãy, nếu có thì bạn hãy chuẩn bị những mối hàng đó để giới thiệu với họ. Và nếu như mối hàng đó thành công thì sẽ mở cho bạn một cái cuộc nói chuyện nó rất là tốt. Cái mối hàng đó mà gây cái sự hứng thú đối với họ ấy. Rồi tiếp tục, cái cách thứ năm của bạn là gì? Bạn có thể cung cấp một dịch vụ tốt. Ví dụ như là dịch vụ của bạn, bạn có, thì bạn có thể đưa ra một lời chào hàng dữ dội là free. Và chúng tôi đang có chương trình free và chỉ tặng có 20 khách hàng thôi. Và tôi nhìn anh và tôi thấy rất là quen và rất là thích, nên tôi sẽ chọn anh làm người mà sử dụng dịch vụ bên tôi. Và tất nhiên rồi, cái dịch vụ của bạn rất là tốt thì đấy là mở ra một cái kết nối mới với bạn. Rồi bạn có thể kể một câu chuyện. Kể một câu chuyện. Bạn có thể làm quen, rồi sau đó thì tùy những thời điểm phù hợp để bạn có thể kể một câu chuyện. Mà câu chuyện đó thì nó ám chỉ hay ẩn dụ một điều gì đó mà tại hội nghị này hay là tại nhóm người đó đang nói chuyện về chủ đề nội dung đó. Và một cái cách cuối cùng nữa là bạn đưa ra một lời khen tặng. Lời khen tặng là một cái cách rất là dễ, bởi vì ai cũng thích được khen. Và đối với phụ nữ thì càng dễ, bởi vì là gì? Bạn hãy quan sát đối tác của mình mà muốn kết nối, bạn sẽ thấy họ là gì? Họ rất chỉn chu, họ chăm chú vào điều gì nhất, thì bạn bắt đầu chọn cái điều đó để bạn bắt đầu khen. Bạn đầu khen. Và khen một cách rất là tế nhị và tinh tế, tùy theo cách của bạn. Hoặc là gì? Những người lớn có thể đi với những đứa trẻ chẳng hạn, thì bạn có thể bắt đầu khen từ đứa trẻ. Đấy là một cái lời khen để bắt đầu gián tiếp lên để kết nối với những ông bố hoặc bà mẹ. Hoặc là họ có những cái trang phục, rồi họ có những bài nói chuyện trước đó mà bạn có thể là khen tặng, để đấy là một chủ đề để kết nối. Thì vừa rồi tôi đã chia sẻ với bạn là gì? 7 cái cách để giúp bạn kết nối. Việc bạn ứng dụng những kỹ thuật này, kỹ thuật chuyên nghiệp này vào, càng ứng dụng nhuần nhuyễn thì cái năng lực kết nối của bạn, cái độ chuyên nghiệp kết nối của bạn nó càng trở nên hiệu quả và mạnh mẽ hơn, giúp bạn sẽ mở rộng ra nhiều cái kết nối mới. Bởi vì sao ạ? Khi bạn thực hiện kỹ thuật này, đặc biệt là trong cái kỹ thuật là tương thích và soi gương, thì kỹ thuật này chỉ ra rằng, trong các nghiên cứu chỉ ra rằng là khi bạn bắt chước người khác thì bạn đã tạo ra cái sự đồng ý, đồng thuận, sự thích ngầm ở cấp độ tiềm thức. Mà tiềm thức thì quyết định thái độ, cảm xúc, hành vi, tư duy, suy nghĩ của chúng ta đến 90-95%.
Và khi bạn đã gì tạo sự thích thú ở trong tiềm thức rồi thì cái câu chuyện mà bạn giao tiếp đến bắt cầu giao tiếp nó chỉ là cái câu chuyện cuối cùng phải xảy ra mà thôi. Và tất nhiên rồi, để bạn giao tiếp hiệu quả trong bất kỳ trường hợp nào thì bạn phải là người có vốn sống phong phú. Vốn sống phong phú, bởi vì khi bạn kinh doanh trong bất cứ lĩnh vực nào, bạn muốn mở rộng giao tiếp, bạn muốn kết nối, thì ở ngoài xã hội có rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Họ thuộc nhóm, họ công tác trong những lĩnh vực khác nhau, ngành nghề khác nhau, họ có những hiểu biết khác nhau, sở thích khác nhau và điều kiện kinh tế rồi vị trí xã hội khác nhau. Việc bạn có nhiều cái kiến thức tri thức trong mình phong phú thì khi kết nối thì đối tác của bạn có thể là thể hiện cho họ đang làm trong lĩnh vực gì, mối quan tâm của họ là gì, thì bạn có sẵn sàng có thể có những cái chủ đề để kết nối hiệu quả ngay lập tức. Còn nếu như cái kỹ năng vốn sống của mình, cái trải nghiệm cuộc sống, tri thức còn hạn chế thì tất nhiên rồi cái khả năng kết nối nó sẽ hạn chế đối với bạn. Và bây giờ thì cái việc mà tích lũy những kiến thức vốn sống rất phong phú thì nó trở nên dễ dàng vô cùng. Bạn có thể lên YouTube, bạn có thể đọc những cuốn sách, bạn có thể gặp gỡ những nhiều người giỏi trong những lĩnh vực để bạn có thể trò chuyện với họ để lấy cái kinh nghiệm, lấy vốn sống của họ, để sau đó bạn lại tiếp tục đi kết nối, đi chia sẻ, đi giao lưu với nhiều mối quan hệ khác. Và khi bạn kết nối thành công, câu chuyện của bạn khiến họ hấp dẫn, thú vị, thì cái hiệu quả tương tác và cái độ tin cậy, độ tôn trọng, rồi cái sự hợp tác nó sẽ mở ra rất là mạnh mẽ, hiệu quả đối với công việc cũng như là cuộc sống của bạn. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ với các bạn cái kỹ thuật kết nối trong khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Tôi là Nguyễn Xuân Thương, NLP Trainer Master Coach thuộc AB NLP Hoa Kỳ. Và đây là kênh Cà phê NLP vào mỗi sáng. Rất là hân hạnh được chia sẻ với các bạn vào mỗi video như thế này. Các bạn muốn tiếp tục cập nhật được những cái kiến thức hữu ích như thế này thì hãy đăng ký kênh của tôi, để những video tôi phát hành là kịp thời các bạn cập nhật được những kiến thức và tri thức để giúp cho cuộc sống và công việc của các bạn thành công và hạnh phúc hơn.